Đa số người lao động lương không đủ sống. 75% số người lao động được phỏng vấn, khảo sát khẳng định thu nhập không đủ để đảm bảo mức chi tiêu tối thiểu. Không ít người phải thường xuyên vay nợ, bị khủng bố, đe dọa và sống trong tâm trạng bất an. Đây là kết quả khảo sát tình hình đời sống, việc làm, tiền lương của người lao động, năm 2023, được Tổng Liên đoàn Lao động, Việt Nam công bố ngày 8 tháng 8. Doanh nghiệp hiện đang khó khăn dẫn đến đời sống, thu nhập của người lao động khó khăn theo. Mọi thứ đều tăng giá, chỉ lương không tăng. Cuộc khảo sát do Ban Chính sách Pháp luật và Viện Công nhân Công đoàn phối hợp thực hiện trong tháng 4 2023 tại 6 tỉnh, thành phố, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, An Giang. Kết quả khảo sát lấy ý kiến của trên 3.000 công nhân tại 157 doanh nghiệp. Ngoài ra có sự tham gia của 174 công đoàn cơ sở. Theo tiến sĩ Phạm Thị Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn, kết quả cho thấy tiền lương cơ bản hàng tháng của người lao động nhận được trung bình là khoảng 6 triệu đồng một tháng, không bao gồm tiền làm thêm giờ. Mức lương cơ bản này cao hơn tiền lương tối thiểu từ 37,5% đến 51,9%, tùy theo từng vùng, và còn 3,5% người lao động nhận được mức lương cơ bản thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Về thu nhập trung bình của các lao động được khảo sát đạt hơn 7,8 triệu đồng một tháng, trong đó tiền lương cơ bản chỉ chiếm 76,7% thu nhập hàng tháng của họ, 23,3% khác đến từ tiền làm thêm giờ và các khoản trợ cấp, phụ cấp của doanh nghiệp. Năm nay, người lao động gặp khó khăn hơn so với các năm trước, bởi doanh nghiệp cũng gặp khó khăn hơn nên không có đơn hàng, ảnh hưởng đến việc làm, ảnh hưởng đến thu nhập, dẫn đến đời sống của người lao động khó khăn theo. Hơn nữa, năm nay nhiều mặt hàng đều tăng, từ giá cả sinh hoạt, điện tăng, nước cũng tăng, chi phí lương thực tăng, lạm phát, CPI đều tăng. Trong khi lương không tăng thì cuộc sống của người lao động cực kỳ khó khăn, bà Lan cho hay. So sánh mức chi tiêu và thu nhập của người lao động, Phó Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn cho biết, qua khảo sát, rất đông người lao động tiền lương, thu nhập không đảm bảo chi tiêu tối thiểu, sinh hoạt. Chỉ có 24,5% người lao động cho hay, tiền lương và thu nhập chỉ vừa đủ đáp ứng 100% chi tiêu cho cuộc sống. 75,5% người lao động trả lời cho biết thu nhập hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu của họ. Thậm chí, có trường hợp thu nhập chỉ đáp ứng được 45% nhu cầu chi tiêu. Thực tế lương cơ bản của công nhân rất thấp. Nếu tiền lương được tăng lên hỗ trợ cho công nhân, chúng tôi vô cùng cảm ơn. Chúng tôi biết doanh nghiệp đang khó khăn, chúng tôi cũng không đòi hỏi phải tăng cao, được tăng bao nhiêu cũng quý, cũng mừng. Anh Nguyễn Duy Phương, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Gladys Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội. Theo bà Lan, kết quả cũng cho thấy chỉ có 8,1% người lao động có dư dật tích lũy từ tiền lương và thu nhập, 11,2% không thể đủ sống và ngoài thời gian làm việc tại doanh nghiệp họ phải làm thêm việc khác để kiếm thêm thu nhập. Đáng chú ý, có 17,3% lao động phải thường xuyên vay nợ dẫn đến 3,1% lao động thường xuyên bị đe dọa. Khủng bố và 45,2% người vay nợ có tâm trạng lo lắng bất an. Bà Lan chia sẻ, chúng tôi rất buồn khi nghe người lao động nói thu nhập không đảm bảo chi tiêu tối thiểu. Không ít người mong muốn được làm thêm giờ. Không có việc làm thêm, nhiều người còn muốn tìm kiếm một công việc bên ngoài để gia tăng thu nhập. Chi phí lương thực, thực phẩm đã tăng lên, nếu lương không tăng, cuộc sống của công nhân lao động sẽ gặp khó khăn. Qua khảo sát, mong muốn của người lao động lương tối thiểu tăng ít nhất 6-8%. Tăng lương bao nhiêu cũng quý, cũng mừng. 5 năm từ Phú Thọ lên Hà Nội làm công nhân, anh Nguyễn Duy Phương. Công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Gladys Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, không nghĩ có ngày việc làm, thu nhập của công nhân bị sụt giảm như vậy. Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, đơn hàng của công ty liên tục giảm, công nhân ít việc thay nhau làm luân phiên, nhiều người được vận động viết đơn tự nguyện nghỉ việc. Anh Phương may mắn vẫn còn duy trì được việc làm. Anh chia sẻ, tiền lương cơ bản của tôi chưa đến 5,7 triệu đồng một tháng, có việc làm thêm cũng kiếm được 10 triệu đồng một tháng. Đợt này không có việc làm thêm, khó khăn quá, vợ chồng tôi đành gửi con về quê nhờ ông bà chăm giúp. Nếu ở lại, chi tiêu sinh hoạt, tiền thuê nhà, tiền sữa,
tiền gửi con đi học, tiền ăn uống tằn tiện cũng chẳng còn đồng nào tích lũy. Chị Nguyễn Thị Lý, công nhân một công ty liên doanh của Nhật Bản, đang thuê trọ tại thôn Bầu, xã Kim Trung, H. Đông Anh, Hà Nội, cho biết điều kiện sống của đa phần công nhân là tạm bợ, lo có việc làm đã đủ mệt rồi, không có thời gian nghĩ đến vui chơi giải trí, đi đây đi đó. Giá thuê nhà trọ hiện nay hơn 1,7 triệu đồng một tháng, tính cả tiền điện, tiền nước nữa là 3 triệu đồng. Lương trước đó của tôi trên 10 triệu, giờ chỉ còn 7, 8 triệu đồng so với chi tiêu hàng ngày tiền ăn uống. Tiền điện, nước, tiền học hành của con cái là không thể đủ, chị Lý nói. Nghe tin Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang kiến nghị tăng lương tối thiểu vùng năm 2024, hầu hết người lao động đều vui mừng phấn khởi. Anh Nguyễn Duy Phương bày tỏ, thực tế lương cơ bản của công nhân rất thấp. Nếu tiền lương được tăng lên hỗ trợ cho công nhân, chúng tôi vô cùng cảm ơn. Chúng tôi biết doanh nghiệp đang khó khăn, chúng tôi cũng không đòi hỏi phải tăng cao, được tăng bao nhiêu cũng quý, cũng mừng. Theo ông Nguyễn Thái Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam, 6 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may giảm hơn 20%, tương đương gần 4 tỷ USD. Mỗi tỷ USD xuất khẩu giải quyết việc làm cho 150.000 người lao động trong ngành. Với sự sụt giảm các đơn hàng xuất khẩu dẫn đến giảm hơn 600.000 lao động. Với ngành dệt may, giai đoạn này hết sức khó khăn, những năm đại dịch Covid-19 cũng không khó như bây giờ. Ngoài giảm kim ngạch xuất khẩu, còn là sự dịch chuyển đơn hàng sang các nước khác. Cán bộ công đoàn luôn mong muốn người lao động có việc làm, tăng thu nhập, song trên thực tế tiền lương giảm sút, số lao động nghỉ luân phiên, giảm thu nhập ngày càng tăng lên. Tình hình này có thể còn kéo dài đến năm 2024, ông Dương nói. Theo ông Dương, doanh nghiệp hiện đang khó khăn dẫn đến đời sống. Thu nhập người lao động khó khăn. Kết quả khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phản ánh tương đối đầy đủ thực trạng đời sống của người lao động hiện nay. Việc điều chỉnh lương tối thiểu nên cân nhắc, so sánh yếu tố tác động việc điều chỉnh lương, tránh tác động tiêu cực với người lao động, đặc biệt là các yếu tố về tâm lý. Việc điều chỉnh lương cơ sở gần đây đã khiến cho giá cả thị trường tăng theo. Lương danh nghĩa của người lao động tăng, nhưng lương thực tế giảm đi bởi giá cả tăng, dẫn đến đời sống người lao động giảm đi. Tôi nhất trí nên cân nhắc mức tăng để đảm bảo bù đủ trượt giá theo kế hoạch quốc hội đề ra. Không tăng không được. Việc tăng đối với đối tượng người lao động không đảm bảo mức lương tối thiểu vùng thì sẽ được hưởng lợi. Để đảm bảo quyền lợi cho những người hưởng lương thấp và lợi ích lâu dài của tất cả người lao động, chúng tôi đề nghị có mức tăng hợp lý với cả doanh nghiệp và người lao động, ông Dương kiến nghị. Ông Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành giao thông, chia sẻ, thu nhập trung bình của người lao động hiện nay khoảng 9 triệu đồng một tháng, tính tổng thu nhập của hai vợ chồng là 18 triệu đồng, phải chi tiêu rất nhiều khoản từ thuê nhà, tiền học, giá cả tăng, điện nước sinh hoạt tăng. Đề xuất của Công đoàn Giao thông là vẫn phải tăng lương tối thiểu cho người lao động. Còn tăng như thế nào thì các chuyên gia tính toán thêm. Cần thảo luận kỹ lưỡng thời điểm tăng lương. Từ kết quả khảo sát trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khuyến nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là về nguồn hàng, đơn hàng, vốn, ưu đãi thuế, thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, từ đó tạo việc làm ổn định và thu nhập bền vững cho người lao động. Đồng thời có ngay các giải pháp quyết liệt kiềm chế lạm phát, bình ổn giá, nhất là giá điện, xăng dầu và các mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu của người lao động. Để đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình. Qua khảo sát, các công đoàn cơ sở kiến nghị, mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2024 cần điều chỉnh tăng 11,34%. Thời điểm điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng cho người lao động cần cân nhắc thời điểm phù hợp để giảm thiểu tác động đến người lao động và doanh nghiệp. Theo ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước phiên họp thứ nhất của Hội đồng Tiền lương Quốc gia diễn ra ngày hôm nay ngày 9 tháng 8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chưa ký văn bản gửi phương án đề xuất mức tăng cụ thể gửi hội đồng như các năm trước đây. Công đoàn đã chuẩn bị tất cả số liệu, trong đó có công bố khảo sát tình hình đời sống. Việc làm, tiền lương của người lao động năm 2023, lấy ý kiến của các chuyên gia, cán bộ công đoàn. Chúng tôi chưa đưa ra phương án cụ thể, trong bối cảnh hiện nay cần phải đưa ra nhiều phương án. Trong quá trình thương lượng, đàm phán,
các thành viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phải thống nhất với nhau để đưa ra phương án cụ thể, ông Quảng thông tin. Trước kiến nghị của phía chủ sử dụng lao động về việc lùi thời điểm tăng lương tối thiểu vùng 2024, ông Quảng cho hay trong phiên đàm phán lần này, thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu vùng như thế nào cũng là một nội dung các bên phải thảo luận. Theo Nghị định 38 quy định mức lương tối thiểu áp dụng từ 1.7.2022 đến hết năm 2023. Trong khi Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương xác định, định kỳ hàng năm xem xét tăng lương. Hiện nay doanh nghiệp đang khó khăn, ý kiến lùi thời gian tăng lương cũng là yếu tố cần phải thảo luận một cách kỹ lưỡng, tất cả các mặt, vừa đảm bảo quyền lợi của người lao động, vừa đảm bảo khả năng chi trả của doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn này, ông Quảng nói. Ba lý do cần phải tăng lương tối thiểu. Trước phiên họp Hội đồng Tiền lương Quốc gia diễn ra hôm nay 9 tháng 8, Phó Giáo sư Vũ Quang Thọ, Nguyên Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn, cho rằng không nên hoãn tăng lương tối thiểu vùng đầu năm 2024. Theo chuyên gia này, có 3 lý do cần phải tăng lương tối thiểu. Thứ nhất, giá cả đều đã tăng là một yếu tố rất quan trọng để tiền lương tối thiểu không thể không tăng. Thứ hai, đời sống công nhân lao động đã tăng lên rồi, không thể duy trì mức cũ. Thứ ba, so sánh tương quan với các nước trong khu vực, một số nước đã tăng rồi, thậm chí tăng cao vẫn đề nghị tăng, như Lào năm nay đã có phương án tăng lương tối thiểu 8,3%. Thời điểm này, tiền lương của người lao động rất thấp, theo kết quả khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 75% người lao động làm ra bao nhiêu tiền là tiêu hết bấy nhiêu, không có tiền tích lũy. Càng khó khăn lại càng phải quan tâm đến người lao động. Thực tế chính phủ trước đây đã hoãn tăng lương rồi, nếu không tăng lương, người lao động sống rất khó khăn. Do đó, trong bối cảnh doanh nghiệp đang gặp khó khăn thì tăng lương tối thiểu ở mức 6% là vừa phải. Khi đề nghị tăng lương tối thiểu, với bên không muốn tăng thì 1% cũng là quá cao. Còn phía muốn tăng thì được 10% vẫn cho là quá thấp. Căn cứ vào lợi ích của doanh nghiệp và người lao động, cả hai đều phải dung hòa. Phương án lựa chọn phù hợp nhất là tăng ở mức giữa, tức là 6%, ông Thọ nêu quan điểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.